đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách? Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu. Em không nghe ngoài kia trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió, vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Trong những ngày dài anh vắng bên em, hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều. Trong lúc tạm xa rồi đêm khuya vắng, em chờ giấc mơ màng là khi em thấy nhiều gương. Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Trước mắt quý vị và các bạn là đôi loa Yamaha S2112H. Đây là một đôi dòng monitor của hãng Yamaha, chất âm những dòng monitor thì quý vị biết rồi nha quý vị, cực kỳ. Đây là những đôi loa mà để trên sân khấu cho ca sĩ biết lời ca quý vị. Những dòng Yamaha đánh bass rất lực và cái tiếng càng càng này là càng nhâm đúc nha quý vị, cho nên là cái tiếng chép cho nó là cực kỳ quý vị. Càng nhâm đúc thì nó lóc cốc len keng lãng cảng rồi quý vị biết rồi ha. Đây là thiết kế cái kiểu monitor, quý vị có thể để được nhiều chiều để đứng để xéo như vậy, và có thể để theo cái chiều bánh xe này để tới để lui, muốn để chiều nào để nha, tùy theo thiết kế không gian nhà của quý vị. Quá hay quý vị, lò quá hay, có tay sách đây nè. Xuân bất thần ở trên má em, và cái màu nỉ xám này quý vị nó cực kỳ rất đẹp nha, cái màu nỉ xám rất đẹp, rất ít có đầu loài có màu nỉ này nha. Trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp được. Kết thúc video tại đây, quý vị nào yêu thích thì liên hệ với em nha, qua số điện thoại 0916517912. Em chỉ đang đánh bằng con amplifier Jaguar này thôi nha, nhưng mà chất âm nó ra đã rất hay rồi quý vị. Về ghép những cái đẩy bãi men bãi thì ra cái chất âm nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều đó, chỉ hát bằng cái điện thoại bình thường thôi nha quý vị. Quý vị mà về ghép những cái đẩy bãi amplifier thì ra chất âm nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Rồi, xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.